Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai ngày 16 tháng 12 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay là chương trình phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về bản báo cáo của FISA, chương trình do Võ Thành Nhân thực hiện cùng tiến sĩ Trần Văn Hải. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phần 1. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với tiến sĩ Trần Văn Hải. Tiến sĩ Trần Văn Hải là giám đốc kiểm toán về điện toán và viễn thông tại cơ quan kiểm toán trung ương thuộc Quốc hội Hoa Kỳ. Và hôm nay là cuộc tiếp xúc của chúng tôi để nhằm tìm hiểu về một cái tài liệu mà người ta nói là đó là một cái bản báo cáo của FISA và tại sao, nguyên nhân nào đã đưa đến một cái bản báo cáo như vậy và phía sau của nó, hiện trường về chính trị Hoa Kỳ có những cái điều gì bí ẩn mà chúng ta cần nên biết. Đó là lý do tại sao chúng tôi có cuộc tiếp xúc ngày hôm nay. Và trước hết xin được kính chào tiến sĩ Trần Văn Hải. Xin chào quý vị khán thính giả chương trình Washington DC và xin chào anh Võ Thanh Nhân. Khi mà chúng ta nói có một cái bản báo cáo như vậy thì tiến sĩ Trần Văn Hải có thể cho biết rằng những cái chức năng, quyền hạn của những cái cơ quan mà nó có được, chúng ta có được cái bản báo cáo như vậy. Chắc là quý vị và anh Võ Thành Nhân cứ nghe nói là FISA rồi là application này nọ và chúng tôi cũng xin trình bày một cái bối cảnh về pháp lý của cái đạo luật này. Năm 1978 thì đạo luật gọi là FISA, tức là Foreign Intelligence Surveillance Act, đạo luật về theo dõi tình báo ngoại quốc, được thông qua, trong đó có quy định là FBI, tức là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra tất cả những cái vấn đề về tình báo ở trong nội địa nước Mỹ, còn CIA thì thuộc về ngoại quốc, có quyền nộp đơn xin một cái tòa mà được cái đạo luật này tạo lập nên đặc biệt để xin một cái ông thẩm phán cho phép một cái trác để có thể là theo dõi những cái người công dân Hoa Kỳ mà người ta tình nghi là có thể hoạt động tình báo cho một cái nước ngoài hoặc là có những cái hành động có thể là liên quan đến an ninh quốc gia. Và đó là cái nguồn gốc mà tại sao chúng ta có cái từ FISA. Cũng trong năm 1978 thì một đạo luật khác được thông qua là cái đạo luật về tổng thanh tra, tức là Inspector General Act of 1978, quy định rằng trong mỗi cơ quan cũng như trong mỗi bộ của chính quyền liên bang Hoa Kỳ thì sẽ có một cái văn phòng gọi là văn phòng tổng thanh tra để điều tra tất cả mọi cái vấn đề liên quan đến hoạt động của bộ cũng như là cơ quan này mà có dấu hiệu là về phung phí, về gian trá và về lạm quyền mà người ta thường gọi chung là waste, fraud and abuse. Nếu một nhân viên liên bang Hoa Kỳ nếu thấy trong cái cơ quan của mình có những cái dấu hiệu nào liên quan đến ba cái vấn đề này thì có thể báo một cách kín cho ông tổng thanh tra và văn phòng tổng thanh tra này một cách độc lập sẽ điều tra tất cả những cái vấn đề đó rồi báo cáo lại cho thứ nhất là ông kể như là ông sếp tối cao của cái cơ quan và có thể là báo cáo cho Quốc hội cũng như là cho hành pháp và có thể là công bố nếu là không có dính dáng tới những cái vấn đề mà mật thì có thể công bố cho toàn thể dân chúng biết. Ngày thứ hai vừa rồi thì là ông tổng thanh tra của Bộ Tư pháp, tức là ông Michael Horowitz, Inspector General of the Justice Department, đã hoàn thành cái báo cáo mà ông đã tốn 2 năm để tìm hiểu về cái vấn đề là trước đây có một cuộc điều tra về cái nghi vấn là ứng cử viên Donald Trump lúc đó có một số cộng sự đã vô tình hay cố ý hợp tác với chính quyền nước Nga để tìm cách lũng đoạn, thao túng cái cuộc bầu cử này để cho ông Trump đắc cử. Một cái phần bối cảnh khác, tức là trong tháng 5 vừa rồi, năm 2019, thì chúng ta thấy được rằng là ông công tố đặc biệt Robert Mueller thì đã công bố cái báo cáo của ông mà cũng đã tốn hơn 2 năm rưỡi để điều tra về cái vấn đề là nghi vấn về ông Trump đã thông đồng với nước Nga trong cái vụ bầu cử đó và kết luận là không có cái chuyện đó. Thì bây giờ cái ông tổng thanh tra này đi vào cái chi tiết là tất cả những cái sinh hoạt điều tra cũng như là mở màn cái cuộc điều tra đó xảy ra như thế nào và tất cả những cái công tác gọi là chuyên môn của FBI trong cái tiến trình điều tra này thì có những sai sót, có những cái việc làm như thế nào mà dân chúng cần phải biết và có lẽ là Quốc hội sẽ cần có những cái biện pháp để cải tổ cái gọi là cái đạo luật FISA này để bảo đảm cho cái quyền tự do, cái
để cho các cái công dân Hoa Kỳ không thể bị theo dõi một cách tùy tiện hoặc là phi pháp. Và thưa anh, khi mà chúng ta nói có một cái IG report, có nghĩa là nó phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu từ lúc nào và nguyên do tại sao mà chúng ta có được cái report đó khi mà nó ra được tới cái sàn phức hội Hoa Kỳ vậy thưa tiến sĩ? Thì cái việc này nó dây dưa đến rất nhiều cái nghi vấn mà bắt đầu từ vào khoảng tháng 5 năm 2016, tức là khi bắt đầu có cái cuộc mà bầu cử là tổ chức các cái chiến dịch tranh cử, thì có một số thông tin cho rằng là có một vài người ở trong cái ủy ban bầu cử của ông Trump thì đã có những cái phát biểu mà làm cho người ta nghi ngờ là có sự thông đồng. Rồi sau đó lại có cái thông tin là ở bên phía bà Hillary Clinton đã bỏ tiền ra cùng với cái ủy ban lãnh đạo của đảng Dân Chủ toàn quốc, tức là Democratic National Committee, đã bỏ tiền thuê một cái công ty ở Mỹ mà gọi là Fusion GPS. Rồi công ty này là thuê một cái người cựu tình báo của nước Anh là ông Christopher Steele để tìm hiểu và moi móc những cái thông tin mà có liên quan đến nước Nga, cũng như là những cái tin mà gọi là về cái nghi vấn mà thông đồng với Nga. Sau đó là có nhiều người dính vào, trong đó có một cái người mà ông tên đó là ông Carter Page. Ông Carter Page này trước đây là tốt nghiệp trường võ bị hải quân, sau đó đi làm sĩ quan tình báo cho hải quân và sau đó về hưu thì làm việc về bên ngành dầu khí. Thì ông này trước đây cũng đã có hợp tác với một cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và đã giúp họ trong việc là truy tố một số các cái vụ án. Thì ông này lại bị dính vào đó vì cái ông Christopher Steele kia đã cho một vài cái thông tin mà người ta nghi rằng là ông này, vì ông này cũng có đi qua Nga, rồi ông này cũng có là tiếp xúc với những người Nga, cho nên người ta đặt cái nghi vấn đó. Và khi mà có cái nghi vấn đó thì muốn theo dõi ông này thì bắt buộc phải đến cái tòa mà gọi là FISA Court, tức là cái tòa mà được lập ra bởi cái đạo luật về theo dõi tình báo nước ngoài, để xin một cái trác thì mới đi thu thập được. Còn nếu không thì thứ nhất là vi phạm cái quyền tự do của ông kia, và nếu có thu thập được những cái thông tin thì nếu có đưa ra tòa, tòa cũng không chấp nhận. Cho nên đó là cái lý do mà tại sao sau một thời gian thì FBI phải lập một cái đơn, và trong cái đơn đó thì phải liệt kê tất cả những cái chi tiết mà chúng ta sẽ đề cập mà một cách cụ thể để đến xin tòa cho phép là theo dõi ông này. Và đó là căn nguyên của tất cả những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói đến. Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Văn Hải. Kính thưa vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi sẽ tiếp tục trong phần 2. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thình Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phần 2 của cuộc phỏng vấn tìm hiểu về bản báo cáo của FISA. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và sau đây là phần 2 của cuộc tiếp xúc của chúng tôi và tiến sĩ Trần Văn Hải. Kính thưa anh Hải, khi mà chúng ta nói FISA Court có nghĩa là phải có một cái người quan tòa, và dựa vào đâu thì cái tòa đó được mở ra vậy thưa anh Hải? Cái tòa đó thì là được quy định bởi cái đạo luật về theo dõi tình báo nước ngoài. Cái tòa đó là một tòa đặc biệt, người ta thường thường không có tiết lộ danh tính của các thẩm phán, nhưng mà có tổng cộng vào khoảng 11 thẩm phán thì luân phiên nhau là ngồi để nghe tất cả những cái đơn xin là trác tòa để theo dõi người về vấn đề an ninh quốc gia cũng như về phản gián. Thì cái quy định nó rất là cụ thể, và người ta yêu cầu là tất cả mọi chi tiết ở trong cái đơn xin là phải có lý do chính đáng, và tất cả mọi thông tin ở trong cái đơn nộp cho tòa thì phải là chính xác đến mức là chi li và tận tâm tận lực. Tiếng Anh nó gọi là scrupulously accurate, có nghĩa là cái tòa này, một ông tòa chỉ ngồi và nghe luật sư của FBI đến trình bày nói với ông tòa rằng là cái cá nhân này hoặc là cái sự việc này cần phải có một cái giấy phép để theo dõi họ, và đây là những cái chứng cứ, đây là những cái tài liệu mà chúng tôi có để hỗ trợ cho cái việc là xin tòa. Thì thường thường là ông tòa là tin tưởng vào cái trình độ chuyên môn cũng như là sự trung thực của những cái luật sư cũng như là nhân viên công quyền của FBI, và thường thường người ta thấy rằng là
97% các cái đơn là được chấp thuận, có nghĩa là được trác tòa cho phép theo dõi người kia. Thì cái đơn đầu tiên mà FBI xin tòa là vào khoảng tháng 10 năm 2016, và trong đó thì là dùng hầu như là tất cả thông tin của cái mà hồ sơ mà cái ông Christopher Steele, người điệp viên về hưu của Anh, đã cung cấp cho FBI. Thì trong đó tất cả mọi thông tin là dựa vào cái dossier, tức là cái tài liệu đó. Mà cái tài liệu đó thì người ta thấy rằng có rất nhiều cái nghi vấn, và người ta phải nói rằng là người ta rất là khó tin. FBI cũng đã là nỗ lực để tìm cách kiểm chứng tất cả những cái thông tin này. Và cho tới tháng 10 năm 2016 thì họ cũng không kiểm chứng được, nhưng mà họ vẫn dùng tất cả những cái thông tin đó trong cái đơn xin. Thì dĩ nhiên là ông quan tòa của FISA Court không biết và cho cái trác tòa để theo dõi ông này. Thì trong khi mà theo dõi ông này để mà tìm những cái thông tin, thì họ FBI vẫn tiếp tục tìm cách kiểm chứng những cái thông tin ở trong cái dossier, và một cách cụ thể là trong cái báo cáo số 80 của ông Christopher Steele thì có những cái chi tiết mà người ta thấy rất là quái đản và kỳ dị. Người ta ví dụ như ở trong cái báo cáo đó, ông Steele nói rằng là nguồn của ông ta là từ nước Nga, cho rằng là tổng thống lúc đó là ứng cử viên Trump thì đã có qua Moscow và có ở tại cái khách sạn là Ritz-Carlton, và có thuê là những cái cô gái điếm, và đã có những cái hành động về người là đáng trách ở đó. Thì người ta cố tìm cách là coi thử có hay không, nhưng mà không có một cái chi tiết nào, cũng không có một ai mà có thể cho cái thông tin đó. Thứ hai nữa là một cái thông tin cho rằng là ông Carter Page này, tức là trung gian giữa người Nga và cái ông mà gọi là giám đốc về tranh cử, là cái ông Paul Manafort đầu tiên, để tìm cách là lợi dụng cái sự giúp đỡ của Nga để giúp ông Trump. Nhưng mà sau khi mà kiểm chứng thì là ông Carter Page đã nói với cái người nhân viên chìm của FBI là tôi từ hồi giờ cũng chưa gặp ông Paul Manafort và cũng chưa nói chuyện với ông lần nào, ông cũng không bao giờ trả lời cái email của tôi. Thì như vậy, sau 3 tháng mà cái đơn của FISA Court cho phép theo dõi ông Carter Page này đã hết hạn, thì FBI có nhiệm vụ phải xin gia hạn. Cái FISA Court này chỉ cho phép được theo dõi trong 90 ngày mà thôi. Và nếu cần thì phải mỗi lần mà xin gia hạn thì bắt buộc phải trở lại tất cả mọi cái chi tiết ở trong cái đơn và phải cập nhật thông tin, cũng như nếu có những thiếu sót gì thì phải thông báo cho cái tòa này. Nhưng mà qua 3 lần là tìm cách gia hạn cái trác tòa thì đã có những cái thông tin mà chứng tỏ rằng là tất cả những cái thông tin ở trong cái hồ sơ của ông Christopher Steele là không có chính xác, không có kiểm chứng được. Và ngay cả cái người mà gọi là nguồn của ông Christopher Steele cũng đã nói rằng ô, đó là những điều mà chúng tôi nói khi mà uống bia ở cái quán bar, và đó chẳng qua là nói dĩu mà thôi. Nhưng mà FBI giấu nhẹm đi tất cả những cái điều này, không thông báo cho tòa, không có cập nhật thông tin. Và như vậy có nghĩa là dối trá đối với tòa và lừa đảo đối với tòa. Cái điều này đối với cái nền là tư pháp Hoa Kỳ đó là một cái trọng tội. Như vậy là trong cái đơn mà lúc mà nộp đơn lên để mà xin, để mà được tòa cứu xét, để mà cho ra cái trác tòa đó, thì nó có 17 cái điểm nó gọi là không đúng, hoặc là bị bôi xóa, hay là bị làm những cái việc mà người ta gọi là obstruct cái justice đó. Yeah. Thì tiến sĩ Trần Quang Hải có cái ghi nhận về điều 10, đó. Yeah, 17 cái điều mà ông Tổng Thanh tra nói ở trong cái báo cáo này, tức là trong cái báo cáo về 4 cái đơn xin trác tòa để theo dõi ông Carter Page, thì đó là nói chung trong toàn bộ cái diễn trình của cái quá trình là điều tra về ông Carter Page. Ví dụ như trong trường hợp có một cái vấn đề rất là quan trọng mà chúng ta sẽ đề cập sau này, tức là khi người ta nghi vấn rằng là ông Carter Page, tức là một cái người mà làm gián điệp cho Nga, thì người ta tìm cách là tìm hiểu thân thế của ông này. Thì người ta biết rằng ông này là trước đây cũng là nhân viên tình báo của Hải quân, thì người ta có gửi cái thông tin tới hỏi tất cả những
cái cơ quan mà gọi là liên quan đến tình báo của Hoa Kỳ, có tổng cộng 17 cái cơ quan. Thì có một cơ quan gửi lại cái thông tin nói rằng ông này trước đây là làm việc với chúng tôi, ông này trước đây là một nguồn tin của chúng tôi. Thì một cái người luật sư ở trong FBI đã thay đổi cái nội dung của cái điện thư đó mà nói rằng ông này không phải là cái nguồn của cái cơ quan tình báo kia. Điều này có nghĩa là thay đổi cái nội dung 180 độ trắng thì nói thành đen để tìm cách che giấu rằng là ông Carterfish vẫn còn là một người làm gián điệp cho Nga như là trong cái đơn đầu tiên mà đội đề trình cho tòa. Khi ông Tổng Thanh tra và cái phái đoàn điều tra này khám phá ra cái điều này thì đã yêu cầu là nộp chuyển qua hồ sơ qua cho ông Bộ trưởng Tư pháp và bên FBI, và hiện nay thì người ta đương điều tra hình sự về cái ông luật sư này, và không sớm thì muộn tôi nghĩ rằng là ông này sẽ phải chịu cái trọng tội là về cái vấn đề rất là trầm trọng này. Đó là một trong cái 17 cái vấn đề gọi là sai sót cũng như là bỏ sót trong cái quá trình điều tra của FBI đối với cái chiến dịch tranh cử của ông Trump. Thì tính đến đây người ta thường đặt một cái câu hỏi. Người ta đặt câu hỏi rằng là FBI là một cái cơ quan điều tra tối cao của nước Mỹ. Hầu như ngân sách không giới hạn và nhân viên trong những người điều tra của cái chiến dịch tranh cử này thì toàn là những người 15-20 năm kinh nghiệm, không phải là những tay mơ. Tại sao lại có những cái sai sót mà có vẻ ấu trĩ và nghĩa là không tuân theo đúng quy định của luật lệ cũng như là những quy định của Bộ Tư pháp cũng như của FBI như vậy? Thì cái điều đó chúng ta sẽ phải bàn đến cái vấn đề là có cái thiên kiến chính trị hay không trong những người mà thực hiện cái cuộc điều tra này. Điều có một điều nữa, tức là cuộc điều tra này gọi là cái tên của nó tức là Crossfire Hurricane, mà chúng tôi dịch là giữa vùng bão lửa. Thì tới cái ngày mà sau cái ngày mà bầu cử thì là họ vẫn tiếp tục, tuy rằng họ biết rằng là tất cả những cái thông tin mà dựa trên đó để người ta điều tra ông Carter Page và các cái nhân viên khác thì hầu như là không kiểm chứng được và có nghĩa là láo cả. Nhưng mà người ta vẫn tiếp tục, người ta vẫn cố tìm cách làm như thế nào để hy vọng là có một cái thông tin nào đó để họ tiếp tục. Rồi đến tháng 5 năm 2017, tức là khi công tố viên Robert Mueller là được bổ nhiệm vì ông James Comey bị Tổng thống Trump sa thải vào ngày 5 tháng 7 năm 2017. Thì lúc đó tất cả những người mà điều tra ở trong cái cuộc điều tra nguyên thủy này lại được chuyển qua cho ông Robert Mueller. Người ta lại phải đặt cái dấu hỏi tại sao lại phải tốn thêm 2 năm, trong khi đó nước Mỹ thì là có không biết là bao nhiêu cái tin đồn cũng như là những cái cơ quan truyền thông lúc nào cũng có những cái tin đồn nói rằng là ông Trump là điệp viên của Nga, rồi trước sau gì cũng bị luận tội, rồi trước sau gì rồi cũng bị trút phế. Do đó người ta đặt vấn đề là có cái thiên kiến về chính trị hay không, thì cái điều đó là chúng ta phải cứu xét. Và ngay trong buổi điều trần ngày hôm thứ Tư, ngày 11 tháng 12 vừa rồi, thì khi được hỏi ông Michael Horowitz, Tổng Thanh tra của Bộ Tư pháp, cũng nói rằng hiện nay ông vẫn đang tiếp tục điều tra cái vấn đề là có thiên kiến hay không trong cái quá trình điều tra, chứ không phải là như trong cái báo cáo ông chỉ nói về cái vấn đề không có thiên kiến cũng như là động cơ không đúng đắn trong việc mở ra cuộc điều tra mà thôi. Chỉ có giới hạn về cái vấn đề việc là mở ra, còn trong suốt quá trình điều tra thì bây giờ vẫn còn là ở trong tầm ngắm của ông ta. Yeah, xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Văn Hải. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và tiến sĩ Trần Văn Hải sẽ được tiếp tục vào ngày mai. Chúng tôi sẽ có hai cái chương trình để mà hoàn tất một cái bản báo cáo của FISA. Chương trình chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị. Một lần nữa em xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Văn Hải. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây xin tạm ngưng. Thành Trang kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bản báo cáo FISA vào tối ngày mai. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thành Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.